chặn tin nhắn trên Meizu M5S. Các bạn vào mục điện thoại, các bạn chọn dấu 3 chấm, chọn cài đặt, sau đó chặn tin nhắn từ chối cuộc gọi đến. Các bạn chọn chặn quấy rối, chạm vào phần chặn tin nhắn đã chặn, bấm vào mục biểu tượng cài đặt góc tay trái phía trên, góc tay phải phía trên, chọn cài đặt từ danh sách đen, thêm vào danh sách. Các bạn có thể chọn được thêm về danh bạ, nhật ký hay là tin nhắn, hay là từ những cái cuộc gọi, nhập số điện thoại, mình nhập số điện thoại vô, mình nhập số là các thể vô đi. Đó, mình lưu ý là khá bấm ok. Đây là danh sách đen của các bạn, thì những cái số này các bạn sẽ không có nhận được cuộc gọi và tin nhắn luôn. Vâng, là mình đã thiết lập thành công chế độ chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn trên máy MIUI M5S. Chúc các bạn thành công.